Dạ, vâng ạ. Phật tử hỏi câu thứ hai. Con tu theo Thiền Tông, vậy khi bên ngoại nhà con có việc cúng bái, con có nên làm theo không? Nếu làm theo thì con phải làm như thế nào? Mong Thầy chỉ giúp con ạ. Con xin cảm ơn Thầy. Mình con cháu người ta làm gì là phụ làm. Nhưng mà tuyệt đối, mình làm mà mình ăn thì nên phải ăn, ăn trước đi. Nghe không? Đừng có ấy. Mình làm cái gì đừng cho người ta biết. Ví dụ con lại con phụ hay thôi con một chút xíu ăn cổ gì con ăn sớm ấy. Rồi con bày đặt có nói tôi có gì đó tôi đi ra trước cho rồi. Mình né một cách khôn ngoan đừng cho người ta biết. Bởi vì nguyên tắc cái đồ cúng á, nếu mà cúng thì cũng không sao, cúng mà muốn ăn thì phải hâm lại để cho cái lực âm nó mất đi. Nó phát ra cái lực dương. Đó mà mình ăn cái lực âm á thì nó vướng vô trong một cái là vì sao cái công đức mình không sáng được. Ăn lực âm cái công đức nó không sáng được. Vì thế giới này công đức là cái thứ vật tư nó nằm bên kia mà vô đây anh phải bôi âm dương vô thì nó mới tồn tại được. Vì thế mà còn phải khôn khéo cái chỗ này, đừng cho ai biết cái này. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ vâng ạ. Phật tử cuối cùng